cũng mong ước có được cơ hội học tập phát triển, có cơ hội để lập thân, lập nghiệp, trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội. Ước mơ vào đại học vì thế là con đường khá rõ ràng, chính đáng. Nhưng rõ ràng đó không phải là con đường duy nhất. Thế giới và cả Việt Nam từng chứng kiến nhiều gương mặt tên tuổi thành công mà chưa từng có bằng đại học. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến vấn đề không học đại học mà vẫn thành công, thì Khánh Huyền thấy rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều người thành công trên mọi lĩnh vực, kể cả trong và ngoài nước. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một chàng trai còn rất trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Tuy nhiên trước đây anh đã từng hoang mang rằng không vào được đại học mà chọn con đường cao đẳng, trong khi bạn bè vào đại học rất là nhiều. Ra trường không xin được việc làm, anh đành phải làm công nhân. Tuy nhiên với sự sáng tạo, nỗ lực tìm tòi học hỏi của mình, hiện nay anh đã được vinh danh là công dân tiêu biểu của thành phố năm 2014. Và xin giới thiệu để quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Trần Quốc Tuyên, hiện nay là tổ trưởng tổ bảo trì phân xưởng mì. Xin chào anh ạ. Vâng, xin chào chị Huyền và quý vị khán giả của chương trình thành phố hôm nay. Dạ, anh Tuyên này, Huyền thấy nói đến vấn đề thành công của mỗi người thì ai cũng có một cái tiêu chí khác nhau. Và việc thành công thì nhiều người cũng có thể dựa trên những cái lĩnh vực khác như là tiền tài, như là địa vị. Và có người thì chỉ cho rằng mình làm được công việc mình thích đã là thành công rồi. Còn anh thì anh cảm thấy thế nào về thành công của mình? Theo tôi nghĩ thì thành công nó nằm ở rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như những người thành công về vấn đề kinh tế, kinh doanh và các cái vấn đề trên lĩnh vực khoa học, xã hội và đời sống chẳng hạn. Nhưng mà đối với mình nhìn nhận á, thì cái thành công của mình là đó, mình làm được những cái việc mình yêu thích và mình luôn theo đuổi được cái đam mê sáng tạo của mình. Mặc dù là anh không vào đại học, anh học cao đẳng giao thông vận tải đúng không anh? Đúng. Tuy nhiên là khi ra trường thì gặp đúng cái thời điểm mà ngành ô tô của chúng ta đang còn rất là ì ạch. Anh cảm thấy thế nào? Anh có cái hụt hẫng gì không khi mà mình không thành công trong cái bước đầu như vậy? Khi đặt chân vào của mấy trường cao đẳng đó, thì mình đã đặt niềm hy vọng rất là nhiều vào trong cái ngành này. Lúc đó mình rất là định hướng là cái ngành ô tô sẽ rất là phát triển. Vì sau này con đường phát triển của mình thì chỉ có con đường về kỹ thuật và nó hướng tới một cái hiện đại hơn. Thì lúc đó mình chọn ngành công nghiệp ô tô, nhưng mà khi mà ra trường á, thì nền kinh tế mình đang ở trong thời kỳ khó khăn. Cho nên là mình có bác hồ sơ đi xin việc cũng rất là nhiều nơi. Thì qua quá trình mấy tháng thất nghiệp thì mình đã chuyển hướng là mình cắt cái bằng của mình và mình xin mình làm công nhân tại một công ty cơ khí chế tạo máy mà chuyên làm các máy móc thực phẩm. Thì mình làm đó được khoảng tầm gần một năm. Thì sau đó mình sẽ xin vào công ty của bạn thực phẩm Thiên Hương là mình làm việc cho đến ngày nay. Anh là người Huyền tin là cũng có nhiều cái nhiệt huyết ở trong lòng khi mà muốn tìm cho mình cái con đường. Tuy nhiên là khi ra trường gặp phải những cái khó khăn như vậy, anh lại phải cất cái tấm bằng cao đẳng của mình đi để xin và làm công nhân. Quả thật là cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào và anh vượt qua nó như thế nào? Thực sự thì cảm giác của mình rất là buồn, nhưng mà mình nhìn nhận là nếu như mình ra trường mình làm á, mình đòi hỏi phải có một cái tay nghề vững chắc và một cái trình độ về kỹ thuật cao. Nếu như mà mình đưa cái tấm bằng này á, thì mình sẽ làm việc, mình biết chắc là mình làm việc ở một cái địa vị khác. Nhưng mà khi lúc đó thì cái trình độ mình chưa có cao được, khó nắm bắt được. Thì thực sự lúc đó mình chỉ muốn là mình làm để mình học hỏi, cho nên mình cắt cái tấm bằng cao đẳng đi để mình học hỏi, mình đúc kết lấy cái kinh nghiệm cho bản thân. Vì thực sự cái công việc của mình làm á, thì nó không có liên quan tới bất kỳ một cái gì ở trường lớp mình dạy hết. Yeah. Chủ yếu là trường đời và tự mình học hỏi lên. 5 năm trong công ty thực phẩm Thiên Hương, từ một người vận hành máy, người công nhân trẻ Trần Quốc Tuyên đã tìm tòi và sáng tạo các thiết bị máy móc giúp công ty giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Giàn chén mì vắt vuông tiết kiệm được 199.339.200 đồng và tạo điều kiện cho anh em tăng ca tăng thêm nguồn thu nhập. Cải tiến máy cắt giấy tiết kiệm cho công ty 78.214.000 đồng. Chế tạo xe đẩy hấp bún tiết kiệm 679.280.000 đồng. Và từ đâu anh đã tiến đến với những cái công trình mà anh nghiên cứu, những cái tìm tòi sáng tạo của mình? Thực sự nó phát sinh từ cái nhu cầu thực tế của công ty. Thì cái công ty của mình thì nó thành lập cũng khá là lâu, năm 1964. Thì lúc đó thì các cái thiết bị của công ty thì bây giờ nó quá cũ rồi. Chính những cái khó khăn đó cho nên mình cùng với các đồng nghiệp và cố gắng nghiên cứu tạo ra những cái dây chuyền mới
mang cái tính công nghệ cao hơn để đưa vào sản xuất, để giảm đi cái chi phí giá thành và gần như là tạo ra cái nguồn sản phẩm đủ cung ứng thị trường, và giảm được cái giá thành thì đương nhiên sẽ tạo được cái sức cạnh tranh ra ngoài thị trường. Dạ. Nhưng Huyền thấy trong cuộc sống thì bất cứ một cái sự tìm tòi sáng tạo, đặc biệt là sự cải tiến nào thì dễ vấp phải những cái vấn đề cản trở từ bên ngoài, kể cả từ bản thân mình nữa, có thể mình chưa đủ cái điều kiện để làm được những cái điều đó. Huyền tin là đã có những cái giai đoạn mà anh đã phải thức trắng đêm để làm những công việc của mình. Sao anh có thể vượt qua được tất cả những cái sự khó khăn đó ạ? Thực sự khi mà mình bắt tay vào công việc thì nó gặp rất là nhiều các cái trở ngại, ví dụ như là các cái thói quen cũ của công nhân vận hành chẳng hạn. Dạ. Dường như trước giờ người ta quen vận hành một cái thao tác đó rồi. Bây giờ mình làm một cái khác cũng cái thao tác đó mà có thể máy móc nó chạy được ra nhiều sản phẩm hơn, thì nhiều cái tâm lý công nhân người ta không thích chẳng hạn. Cái thứ hai thì cái giá thành của các nguyên vật liệu để chế tạo khá là cao, khá là tốn kém, và nó tốn mình rất là nhiều cái thời gian. Và đặc biệt thì trong cái nghiên cứu thì nhiều lúc không phải cái nào cũng thành công không. Thì cái nguồn động lực chính của mình là từ các ban lãnh đạo luôn động viên, và chính ban lãnh đạo cũng có nói là làm không sợ hư, không sợ sai, phải biết sai để mà sửa. Và anh có những lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ khi mà các bạn đang loay hoay tìm kiếm con đường của mình? Thực sự con đường vào đại học là một con đường rất là chính đáng, nhưng không phải là không còn một con đường khác. Dạ. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái trường nghề đang đào tạo rất là tốt. Tại sao mình không học cho mình lấy một cái nghề đó để giúp ích cho bản thân mình? Yeah. Hiện tại bây giờ thì mình thấy các bạn trẻ luôn 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 muốn vào đại học, nhưng mà nhiều lúc những bạn không có chọn được đúng cái ngành của mình, và là theo cái thiểu thị trường á. Yeah. Thì cứ thấy người ta theo thì mình cũng theo. Yeah. Sau này ra trường thì sẽ vấp phải những cái khó khăn, chẳng hạn như là thất nghiệp, loay hoay tìm việc. Và có nhiều, đặc biệt có nhiều bạn hơn nữa là học xong tới gần tốt nghiệp mà thấy mình không có đam mê. Dạ. Là bỏ đi, là tốn đi rất nhiều cái kinh phí, thời gian. Dạ. Thì mình khuyên các bạn trẻ nên cố gắng chọn cho đúng hướng. Và cái con đường để mình thành công là chính mình tạo ra chứ không ai vạch sẵn hết. Rất là cảm ơn Tuyên đã đến với Phim Trường và chia sẻ những vấn đề liên quan đến công việc của mình. Và qua câu chuyện của Trần Quốc Tuyên thì Huyền tin rằng là chúng ta đã có một câu trả lời cho các bạn trẻ. Chúng ta có thể vào được đại học, điều đó là điều rất tốt. Tuy nhiên nếu như không thể vào được đại học thì cũng còn những con đường khác dành cho mình mà cũng không kém phần để chúng ta dẫn đến thành công. Bạn có thể học đại học, bạn có thể học điều gì, điều đó không quan trọng bằng việc là khi đi làm chúng ta sẽ làm với một tinh thần như thế nào. Đó là điều mà chúng ta cần phải học hỏi từ nhân vật khách mời của ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Tuyên rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn MC Quyền và các khán giả của chương trình Thành Phố hôm nay.